Ất chì thế là con nuôi của của cụ trên đây. Trôi đói quá, nên cho ông ở đây. À. Ông ấy đã sinh năm 42 rồi. À. Thế năm 45 đói thì nó cho ông. Ông ấy sinh năm 45. Bốn năm. Tức là chính thức là sinh năm 42. 84. À 81. Sinh năm 42 rồi. 42. 81 tuổi, năm nay 80. Cho ông gì nhỉ? Ông nào? Nhưng mà cho ông ông thích à? Ừ. À. Bố đẻ anh Ban đấy. Không. À, bố đẻ ông Ban đấy. Vâng. À. Mẹ chết thì là lấy gì? Lấy gì? Em kế. Vâng. Và tức là ba cũng chết trẻ đúng không ạ? Chưa là thuốc thang nó ít, nó không có. À. Chết lúc ý là bao nhiêu tuổi à, chị? 40 tuổi à? Bác thì trông thì bác tuổi rồi. Không, tôi có 17 tuổi là tiến chấp như vậy. À, ngày xưa các cụ lấy sớm. Thế ba chính tờ họ nguyên vậy biết học đâu đâu nhá, bởi vì là năm nha có 2-3 đúng không, tớ đến hai cháu cháu với cô Dung cũng họ đỗ bớ bở chứ họ đỗ rau dễ nổi nữa họ đỗ trúng quả.